Trong clip này mình sẽ nói về cách làm trắng da. Là con gái thì ai cũng mong muốn sở hữu cho mình một làn da trắng hồng, mịn màng, không tì vết. Cũng vì lý do đó mà hiện nay trên thị trường có rất là nhiều loại mỹ phẩm được quảng cáo và bày bán tràn lan mà các bạn nữ không thể nào biết trước được là chúng có thật sự an toàn và đem lại kết quả như ý hay không. Đó là chưa kể đến việc dị ứng mỹ phẩm hay tiền mất tật mang nữa. Vậy nên hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cách làm trắng da với nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, không chứa hóa chất, đặc biệt là an toàn cho mọi loại da. Đó chính là cám gạo. Mặc dù tác dụng của nó không nhanh như các loại mỹ phẩm làm trắng khác, nhưng nó sẽ mang đến cho mình một làn da trắng đẹp, tự nhiên và lâu dài ha. Có nhiều bạn hiểu lầm bột cám gạo nghĩa là lấy gạo xay ra thành bột. Nhưng sự thật thì bột cám gạo chỉ là lớp phấn bám trên bề mặt của hạt gạo sau khi được xay bỏ vỏ. Vì vậy nó sẽ có giá trị làm đẹp cao. Vì trong bột cám gạo có chứa nhiều vitamin E, B1, B2, B6, protein, lipid và nhiều dưỡng chất khác, thích hợp cho mọi loại da, có công dụng làm trắng da, đẩy tế bào chết, ngăn ngừa lão hóa da nha. Loại mà mình đang dùng ở đây là bột cám gạo kim. Ngoài công dụng làm trắng của cám gạo thông thường thì loại này còn có bổ sung thêm một số thành phần thảo dược giúp dưỡng ẩm, tăng cường độ đàn hồi, làm chậm quá trình lão hóa da. Các bạn có thể xem thêm thông tin và đặt mua sản phẩm tại địa chỉ www.facebook.com/bột cám gạo kim. Bây giờ các bạn cùng xem cách mình sử dụng bột cám gạo như thế nào nha. Dùng cám gạo rửa mặt thì mình sẽ lấy 2 muỗng bột cho vào mảnh vải mỏng và túm lại, ngâm vào chén nước ấm, bóp nhẹ để tinh chất cám gạo hòa vào nước, khi đó nước sẽ có màu trắng đục như nước vo gạo. Các bạn có thể dùng nước cám gạo rửa mặt hàng ngày để làm sạch da, trắng da, tẩy tế bào chết và giảm nhờn luôn ha. Để đắp mặt nạ thì mình lấy khoảng 3 muỗng bột pha với sữa chua hoặc sữa tươi không đường để tăng hiệu quả làm trắng và dưỡng da. Và trộn thành hỗn hợp sệt như thế này. Với loại mặt nạ cám gạo này, các bạn có thể trộn thêm một số dưỡng chất để phù hợp với từng loại da của mình. Ví dụ như da nhờn thì mình có thể thêm một chút xíu nước cốt chanh, vì nồng độ axit tự nhiên trong chanh sẽ làm giảm tiết nhờn lại. Còn với da khô thì các bạn có thể thêm 2-3 giọt dầu ô liu để bổ sung thêm độ ẩm cho da nha. Các bạn đắp hỗn hợp này lên da và để khoảng 20-30 phút rồi rửa mặt bằng nước ấm. Một tuần thực hiện khoảng 2-3 lần để đạt hiệu quả trắng da và mịn da nha. Sau khi rửa mặt thì da mình đã mềm mịn hơn, thấy rõ luôn nè. Để tắm trắng thì mình dùng khoảng nửa chén bột trộn với sữa tươi không đường và nước cốt nửa trái chanh. Trộn đều lại. Lần này mình sẽ làm lỏng hơn lần đắp mặt nạ trước một chút xíu nha. Sau khi trộn xong hỗn hợp này thì mình dùng nó để thoa lên người và massage khoảng 5-10 phút rồi mình tắm lại bằng nước bình thường thôi. Một tuần các bạn thực hiện khoảng 2-3 lần và da sẽ từ từ lên tông nha. Một khi các bạn đã đặt mục tiêu để có được làn da trắng như ý muốn thì điều đầu tiên các bạn phải làm là uống thiệt là nhiều nước, ít nhất là khoảng 2 lít nước mỗi ngày. Tiếp đó là các bạn phải hạn chế tối đa tiếp xúc với ánh nắng vì nắng sẽ làm cho da mình đen, sạm và có tàn nhang nữa. Trường hợp cần thiết thì mình có thể sử dụng thêm kem chống nắng cho các hoạt động ngoài trời cũng được nhé. Một lưu ý nhỏ dành cho các bạn là khi mà cám gạo mình phát hiện ra nó bị ẩm, bị vón cục, có mùi lạ hoặc là biến đổi màu sắc thì mình không nên dùng nữa ha, vì nó sẽ gây kích ứng da, rất là nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn cho làn da và đạt hiệu quả làm trắng thì các bạn hãy chọn cho mình một sản phẩm cám gạo có uy tín và chất lượng nha. Chúc các bạn sớm có được một làn da trắng hồng mịn màng như ý. Xin chào tạm biệt các bạn.